Cái gì vậy? Cái cây này dài nhất trong đám vậy? Ờ, em lại nói dài nữa, mai là chết cho anh nữa, bữa bự rồi. Em nói dài chứ đâu có gì đâu. Em nói dài vui vẻ mà. Dạ, đúng rồi, cái cây này dài ghê luôn á. Cái cây này của Lâm nha. Bữa dài. Em nên nhớ cây này của Lâm nha. Ủa bữa bộ em nói cái cây anh dài là trên mạng ta hỏi cây anh dài với mình. Ừ đúng rồi, mà cây này của Lâm nha. Cái cây này của anh Lâm hả? Ừ. Cây Lâm dài dữ Lâm. Làm anh làm cỡ vậy á lộn rồi. Dạ không biết nó lại cái bà. Còn cái cây này của anh ta em một cái cây anh coi anh làm gì vậy hoài. Cái cây anh với anh Lâm cũng bằng Tony ơi. Tony đâu vậy? Hai vui vẻ. Còn cái cây của anh Hưng chắc dài hơn nha. Cây của anh dài hơn à. Ủa mấy cái cây này cái cây này ơi, cái cây này anh dài nhất. Cái cây này là dạng dài hơn là nó nhiều số tiền hơn á anh. Ồ. Đã gì trời. Chất thích cây dài không? Rồi sao rồi, tán hết chi số chưa chứ? Anh chở chi số về kìa. Ủa bà tặng mà, bà lỗi lấy tiền đâu, bữa nay bán tặng mà, ai vậy? Cháu ngoại chất. Cháu ngoại ruột cũng hả? Rồi, con cháu ngoại chất hả? Con bà ngoại đi. Đó, hôm nay gì chất mệt. Ủa cái cây này ghim sao, ghim điện thoại vậy hả? Ghim ở đây nè. Vâng ơi, hôm nay buôn bán sao em nói. Dạ hôm nay thì cũng là cuối tuần chủ nhật đó, hôm nay buôn bán đỡ nha mọi người. Thì ai đi coi đá banh thì đi nha, nhưng mà người ta vẫn yêu thương em, là thương phương ra ủng hộ nha. Cho nên em rất là vui. Trời ơi. Bà nói gì anh Hưng? Nó lòi. Hôm nay tao bán quá trời khách luôn mà lòi gì, có gì chất lòi á. Nhờ Việt Kiều giải cứu không? Giải cứu rồi chứ. Lấy ghế ngồi đi. Thôi được rồi. Để em lấy ghế cho. Anh phải ngồi. Hôm nay á. Chưa có tiền, chưa sao chức đỡ bệnh chưa? Cảm ơn em. Hết chưa? Vậy 50 tờ là nhiêu ta? Sao? 550. Nè, bà quạo với ai? Bà đi ra coi. Bỏ đi quan. Bà quạo với ai? Thôi, bỏ đi quan thôi, bỏ đi quan. Bà quạo. Thôi. Thôi, bỏ đi. Đớn. Trời ơi. Bà quạo với ai à? 550 nè đó. Bà quạo với ai à? Thôi giờ chỉ kế 50 thôi. Hôm nay bà quạo với ai? Bà quạo. Bà chất quả với BB, bà chất quả với BB luôn á. Rồi trước lấy 50, còn lấy 500. Chịu không? Bà quạo không? Sách đâu mua giấy số bà chửi ai? Bà chửi nè nữa. Không có được bà luôn. Nè cầm đi. Hôm nay buông xuôi luôn. Nè cầm. Làm gì nhăn hoài vậy trời, có tiền cũng nhăn nữa. Nguyên đám mười mấy người đổ bộ từ gạch giá lên đây 6-7 tiếng hộ thăm gì chứ mà em mua giá số bao nhiêu quá. À bà chửi luôn hả? Bà chửi gì luôn hả? Bà chửi luôn hả? Bà nói nhiều quá. Trời ơi. Bà cái vũ hư hương giặt bà. Rồi sao bà chửi? Thấy cũng thương, thấy cũng thương chứ chứ. Nó rồi sao chứ? Không có nhận đâu, biết luôn hả? Ai giữa, ai giữa? Ai giữa? Sao gì? Chứ hơi mấy tiếng đồng hồ. Đây, vô xin lỗi người ta, đừng có xin lỗi. Chị hả? Chị đường lên đó chị hả? Mà tại đi con đẹp hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thôi chị chạy bên dưới đường dưới dạng. Thôi chị biết rồi. Chị biết rồi. Chị biết rồi. Chị biết rồi. Thôi đừng khóc chất ơi. Bỏ đi ai làm đồ khóc. Bà khóc luôn rồi chị ơi. Thôi. Thôi xin lỗi chị, em thay mặt cho xin lỗi chị đi. Không có giận, không có giận. Không có giận gì chứ. Chị không có giận. Tại vì đi từ xa lên là cũng thương mới lên. Ủa em cãi mày mà chết. Đi lên nguyên một nửa. Đó không phải là ấy đâu. Nhưng mà mến Vũ Thu Hương nè. Mến em bé nè. Mến cảm ơn chị nhiều quá, đậu lại quý đi. Thấy em dễ thương. Thấy em dễ thương rồi lên đây. Ủng hộ giá số gì chứ. Cảm ơn chị nha. Hồi trời ơi, quá trời trời. Mến tụi em. Cảm ơn chị nha. Rồi em thay mặt chị chất nhiều khi lên đường á cái tánh hay nóng á, xin lỗi chị nha chị. Tên gì chị? Cũng như bạn bè chị ở Gạch Giá đó, ai cũng nói là chị lên đây thay mặt. Nhớ quay clip về lại với Gạch Giá người ta coi. Dạ. Là coi như là chị đại diện đó. Ai cũng mến tụi em, ai cũng mến Vũ Thu Phương. Nè mẹ Thu Phương nè chị. Mấy chị nào vui vẻ thì cảm ơn con. Cảm ơn chị nha. Bữa nay biết sao không? Không chắc bữa nay bà mệt. Có một cái là cũng hơi thôi. Biết sao mấy ngày nay cái cục bà bây giờ nhà bà với trời trời chứ. Tại vì mình cũng không được hên, có một cái là gì chứ không có được khỏe. Thôi chúc chị chứ là mau hết bệnh. Chứ. Vui vẻ để mà hết bệnh kìa, chị chúc kìa. Cảm ơn chị đi.
Chị bá mệt. Bá mệt đó. Thông cảm giùm em nhanh chị. Vậy là nếu mà ở dưới Cạch Giác Kiên Giang mà có coi trên YouTube này là biết là Bích Dân đã tới Lan Quế Phường rồi đó nghe. Lan Quế Phường nha. Rồi có gì mấy anh chị em có ai đi lên Sài Gòn có nhớ là lên Lan Quế Phường ăn cá viên chiên thật là ngon. Mình cũng đã có dùng rồi nha đó. Kìa quay bát quay nguyên cái nước bên thì quay nguyên cái nước. Rồi lát em vô em quay. Rồi. Cảm ơn mấy em. Rồi cảm ơn chị nhiều. Rồi chúc nghe gì chúc mau khỏe mạnh nha. Rồi có gì là quá có gì là mua bán rồi mua bán bắt chặt cho mình lên nha. Nếu đăng ký kênh cho toàn vlog nha. Đăng ký cho kênh ông này nha. Đăng kính là lô to luôn em đi. Em là mốt này không quay em nữa. Đăng ký lô to CBT luôn nha anh chị. Đó mọi người, đây nguyên đoàn Gạch Giá lên chơi mọi người. Bệnh thì bệnh nhưng không quên tiền nha mọi người. Quay quay đi ha bà. Cái gì BB cũng hút được nha chị. Chị già rồi, bây giờ rồi, bây giờ còn ngon rồi. Chị không có quay rồi, chị dài. Bái dùm cho trà thầy của con. Bái dùm cho trà thầy. Ai chất tỷ gì vậy? Sao chất quạo người vậy? Chất quạo người vậy? Chủ nhật không có ai, không có tôi không có gì kiếm. Mai. Tụi tao có tao đưa hổng hoài. Nó kỳ quá bà vậy, tao cũng kỳ. Ai mà nói chuyện dần, nên ta là cái gì chuyện dần, không biết vậy thôi. Hiểu không? Cái đó là sao vậy? Sao mà chưa quá? Nó dắt đi khám, siêu âm luôn. Đi lồi lồn, từ 3 giờ tới giờ này chưa có. Nó nói à, cục này cũng phải là lồn lồn. Nó nói để lấy kim cho ta đào chết. Ở sớm ta mổ cái này mà chết. Nabi. Hiểu không? Trời ơi, tao uống nhiều lắm, uống một bịch luôn mà hỏi thằng Lâm. Quán lên nha, quán ông đầu gạt đó, mua cuốc 50 ngàn. Ông sao 150, quán 200 vào. Con nói vô trong chỗ đó người ta không có ăn tiền. Trời ơi, con 200 Lâm nó bỏ vô là cái tiền công đức. Còn cái này con phán người ta không có đòi hỏi gì hết. Người ta không lấy tiền, cái này kỳ hỉ thôi. Vì chức khổ, vì chức khổ, vì chức đi phải không? Vì chức ngày thứ ba phải không? Mua dĩa trái cây lên chỉnh cúng được rồi. Người ta không cần bỏ tiền công đức, giải tỷ vì chức có. Bỏ 50-30 vô cũng được, người ta không có đòi. Mà người ta đi tới 3 ngày lận, 3 ngày mới hết. Hồi đó hả, con không phải như vì chức đâu. Một cục, hai cục gì nè. Hai bên luôn á. Không phải một bên đâu, hai bên luôn á. Vậy nói chuyện không nổi luôn, bự nói chuyện sưng cái mặt lên luôn. Đúng hai cục vậy nè vậy mà ta đi phán 3 ngày gần năm hai ngày tưởng mà má thổi nó gác quá cái đó rồi. Cái lẩm gì đâu gác, người ta cầm cây nhang người ta để xa xa người ta thổi chứ đâu phải sao cho em nha. Người ta cầm cái nhang người ta chỉ thổi vô thôi, đâu phải ta thổi lửa vô cho mình nhiều không biết rồi. Con bị con già con bị con già con trao Dương Mỹ cho bà nè lên đúng không? Rồi trao Dương Mỹ luôn. Rồi hoa hậu luôn. Rồi hoa hậu năm 2020. Bà sẽ đây là bà sẽ đây là chương trình hoa hậu 2022 đó đâu hoa hậu. Trần Thị Chức hoa hậu đại dương. Em mừng hoa hậu chương trình đại dương. Tèn tèn. Ủa hoa hậu mà phải đám cưới đó bả đâu? Ủa cái này cho Dương Mỹ giống lắm cưới bảo quá vậy. Hoa hậu 2022 được về hoa hậu. Ôi tim má. Ai trở về? Đây không trở về. Để không trở về. Về chơi chứ trở về nha. Ê chào Dương Mỹ cho hoa hậu đi. Rồi hoa hậu đi về, hoa hậu bình với hoa không có quên tiền nha mọi người. 200 đi làm nhà ok trẻ thuần nha. Để mắt kiếm vô cho đẹp. Cho BB 200 với cho Dương kệ chánh quỳnh cho tiền mấy chiếc kiều chiếc qua bụng nói sang tiếng thì phải nói nghe mà có chiếc bạo đơn mọi người nha. Cảm ơn chánh quỳnh đã về đi cái tò ơi xu 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 thôi ơi kệ chứ kệ trời ơi vui vẻ về nha vui vẻ vui vẻ thảm chịu về ờ chúc em họ về nó có ngồi nghỉ xíu nha mọi người đây. Trời có Dương miệng rồi còn chằn gây nó chán ghê á. Tháo Dương miệng bà xuống nha. Sao bị cái gì vậy? Trao giải luôn. Tôi là ban giám khảo. Trao giải trao tiền luôn đi.
trao giải rồi, trao tiền thôi, trao cộng thun đi cột tay rồi. Cộng lắc, cộng lắc. Thôi đi, thôi để lấy tiền. Nghèo quá mà Nguyễn ơi. Đây, đi trước. Chưa về hả? Hồi nãy mày không lấy cái này ra, mày làm đây gì? Đây rồi, anh Vũ ơi, là một cổ sò điệp. Đem về chiên ăn nha. Cái này là chiên rất là ngon, chiên là vừa vàng thôi, đừng có chiên vàng quá. Chấm tương đỏ, tương đen, sa tế vô nó rất là ngon. Về đi, mệt về đi. Không, ớt thì hết tầm nha. Tờ gì uống này chứ, uống nước không? Chứ, uống nước không? Nước suối. Nước suối hả? Nước suối lấy đường nhiều quá. Đây, nước suối có đường nhiều. Miệng ở trong tay nha, xong rồi. Rồi qua hậu khác rồi. Tay nặng hết. Bằng lại tước bằng rồi, qua hậu nữ hoài gì em. Hoa hậu này nóng giận bất từ quá, tức bằng lại à, mọi người ơi. Ông lưỡi nha má. Đâu đẹp nha. Đây chào cái chào. Rồi. Bỏ vỏ kìa. Nó nghe là cười nha mọi người nha, mà chết là nắng mưa hết thường nha mọi người nha. Cháu ngoại của ta. Chỗ này của ta đẹp cho cháu ngoại. Rồi bây giờ là chị anh Huỳnh có gửi cho BB 200 nè, rồi BB thối làm 300. Không có tiền. Hả? Thối đi. Không có tiền này. Rồi vậy đưa cho hình thức này lát nó rõ. Ra đổi mẹ vậy. Có người dựa rồi, ai xem bói thì nghe. Trời ơi, lúc này xem bói không rồi cả nhà đó, khách ở Rạch Giá quay cho cả nhà xem các bạn mới vừa rồi á. Nói chung cũng không có gì mọi người, chất thấy lại chụp hình rồi cái khách thích rồi ghẹo cái bả nóng giận đó mọi người, chứ không có gì nóng giận đó, bỏ đi đó mọi người. Cái gì chiên cập nhật cho mọi người xem hiện tại giờ khách đây. Hôm nay khách vô rất là đông nè mọi người. Cái chiên còn một xíu rồi cũng hết rồi mọi người. Dạ không ơi. Dạ không. Sao cũng có nữa hả? Ai cho vậy? Đây là cuối giờ luôn. Vì chất thì được Việt Kiều giải cứu với số hết luôn. Và cái anh chiên thì còn xíu rồi mọi người. Lát hồi khách lay rai cũng hết rồi mọi người ha. Chào cả nhà, chúc mọi người sức khỏe dồi dào. Một đêm rất là mọi người xem clip nhớ đăng ký kênh, cũng like, subscribe kênh nha, ủng hộ nha mọi người.